Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành chủ động triển khai ngay sau Tết những quy định kinh doanh không cần thiết vì thực tiễn sản xuất kinh doanh đang rất cấp bách. Việt Nam đứng đầu những điểm đến du lịch được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trong năm vừa qua, theo thống kê của Google. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Văn kiện. Để chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 14 là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng, tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa định hướng tương lai, khích lệ, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị, là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội, phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo thành công của Đại hội. Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tiểu ban văn kiện cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm. Kiên định quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phải nắm vững và xử lý thật tốt bốn cái kiên định, đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh. Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Xây dựng các văn kiện Đại hội 14 lần này cũng chính là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tương lai, đòi hỏi chúng ta phải thực sự quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, ổn định và phát triển, thực tiễn và lịch sử cụ thể của phương pháp biện chứng trong nhận thức, phân tích và trình bày văn kiện. Phải nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải nhân cái chuẩn bị đại hội này vào cái thời điểm như tôi nói quan trọng như thế này, 100 năm thành lập Đảng, 100 năm chuẩn bị thành lập nước, nước Việt Nam ta sẽ làm sao đấy? Có cái tầm nhìn như vậy để chúng ta nhìn toàn diện, biện chứng, khoa học, các cái mặt của đời sống xã hội để chúng ta phân tích cho nó đầy đủ. Một quan điểm khác cũng rất quan trọng, được Tổng Bí thư nhấn mạnh trong quá trình xây dựng văn kiện, đó là gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Nhìn lại hơn nửa chặng đường Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư đã nêu bật những thành tựu của đất nước trên tất cả các lĩnh vực và cho rằng đó là những thực tiễn sinh động, rút ra những bài học được đưa vào trong quá trình chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy được trí tuệ tập thể,
chắt lọc các nghiên cứu nhằm cung cấp một cách có hệ thống các luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các thành viên thường trực tiểu ban, thường trực tổ biên tập có phương pháp làm việc khoa học, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Chỉ thị nêu, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Việt Nam vẫn còn những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục như cơ chế, chính sách, pháp luật cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh mới. Lượng khách quốc tế đến trong năm 2023 chỉ đạt khoảng 70% so với năm 2019. Chi tiêu trong các dịch vụ du lịch còn thấp, liên kết giữa các bộ ngành địa phương, nhất là về quản lý, quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, nhân lực chưa chặt chẽ, đồng bộ, vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm, thiếu tính tổng thể và tầm nhìn dài hạn. Chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu Việt Nam, quản lý điểm đến chưa chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài ra, du lịch Việt Nam vẫn đang phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam với phương châm liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác sâu rộng, bao trùm toàn diện, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các bộ ngành địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức về chính trị, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả của ngành du lịch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác công tư, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý nhà nước, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch. Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương như chỉ đạo niêm yết giá công khai và bán đúng giá, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, đồng thời bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cảnh quan thiên nhiên độc đáo, đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết địa phương để hình thành động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm một cung đường nhiều điểm đến, hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương. Trong chỉ thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và các chủ thể có liên quan, đồng thời yêu cầu định kỳ 6 tháng 1 năm báo cáo Thủ tướng tình hình kết quả thực hiện. Chiều ngày 23 tháng 2, Hội đồng Thẩm định Quy hoạch đã họp thẩm định Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội tham dự phiên họp. Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố Hà Nội đã xin ý kiến 21 bộ cơ quan trung ương, tham khảo 15 tỉnh thành phố trong vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng và các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng dân cư. Hà Nội sẽ xác định 5 trụ cột phát triển bao gồm văn hóa và di sản, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đồng bộ, giao thông văn minh hiện đại, xã hội số, đô thị thông minh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng Thẩm định, Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để báo cáo xin ý kiến và trình phê duyệt theo quy hoạch. Đưa ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác, hiệu quả hơn. Kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tiễn. Đây là những công việc mà Chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành chủ động triển khai ngay sau Tết vì thực tiễn sản xuất kinh doanh đang rất cấp bách. Thuốc thú y muốn lưu hành trên thị trường đều phải có chứng nhận hợp quy, tức là thêm một giấy phép con. Quy định này được cho là không cần thiết và tốn kém cho doanh nghiệp, bởi thuốc thú y vốn đã phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn là GMP của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc thi hành hợp quy vì thế đã được trì hoãn để chờ sửa luật. Thế nhưng đến nay sau nhiều năm, luật mới vẫn chưa có mà thời gian trì hoãn đã vừa hết. Bộ Nông nghiệp đã dự thảo một cái thông tư để lùi cái thời gian hợp quy thêm 5 năm nữa. Nhưng đến hôm nay thì thông tư lùi thời gian đến tháng 2 năm 2024 đã hết. Thông tin mới thì chưa được ban hành. Tiến thoái lưỡng nan, các doanh nghiệp thuốc thú y nếu tiếp tục bán thuốc sẽ là trái phép.
Còn nếu dừng bán thì ngành chăn nuôi sẽ thiếu thuốc ngay ở thời gian cao điểm dịch bệnh này. Một lọ thuốc thú y như thế này, nếu như bây giờ phải xin thêm chứng nhận là hợp quy thì giá thành sẽ đội thêm khoảng 10%. Và người phải chịu chi phí tăng thêm này không ai khác, chính là người chăn nuôi. Và hiện nay trên cả nước đã có khoảng hơn 20.000 các loại thuốc thú y như thế này. Thời gian để có thể chứng nhận là hợp quy cho toàn bộ số thuốc này sẽ là bao nhiêu lâu khi thời hạn lùi cũng đã hết. Cũng có những ngành khác như ngành kinh doanh vàng trang sức thủ công mỹ nghệ. Trên thực tế chẳng cần điều kiện gì thì cũng đang nằm trong danh sách những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sản xuất vàng trang sức không ảnh hưởng gì đến đời sống, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng, chỉ làm đẹp cho con người thôi. Đưa ra khỏi cái danh mục kinh doanh có điều kiện, giảm nhẹ được cái lực lượng để mà nhà nước đang đầu tư và quản lý thị trường. Rà soát loại bỏ những quy định kinh doanh bất hợp lý như thế này ngay trong quý 2 tới đang là mục tiêu mà chính phủ đặt ra cho các bộ ngành. Sửa luật thì cần phải có thời gian. Nhưng mà việc ngừng hiệu lực của một nghị định hay là sửa đổi một số điều khoản của các nghị định hay các thông tư về mặt kỹ thuật lập pháp thì trong một vài tháng thì tôi cho rằng là hoàn toàn khả thi. Năm nay được xác định là năm kinh tế Việt Nam phải bứt phá để bù đắp cho những khó khăn của 2 năm qua. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vì thế cũng đang được kỳ vọng sẽ có một năm mạnh mẽ nhất trong những năm qua để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho việc tăng tốc của nền kinh tế. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành còn rất thấp, mới chỉ đạt chưa tới 30%, trong khi chỉ tiêu năm 2023 đặt ra là 100%. Một trong những nguyên nhân cơ bản là điểm nghẽn trong chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần khẩn trương tháo gỡ trong chỉ thị số 04. Chị Oanh là người Bắc Ninh nhưng làm việc ở Hà Nội nên phải đăng ký tạm trú. Trước, chị chỉ mất một buổi làm trực tiếp, nhưng nay khi trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, chị phải mất hơn 2 tuần vì hệ thống cũng luôn báo lỗi, khiến chị phải loay hoay làm nhiều lần, nhanh mà hóa chậm. Đăng ký cái hồ sơ xong rồi, thế nhưng hệ thống lại có phản hồi là hồ sơ cần được cập nhật. Nhưng mà khi mà mình vào đăng nhập vào để xem hồ sơ cần cập nhật chỗ nào, thì mình cũng không thấy chỗ nào thông tin là hồ sơ phải cập nhật như thế nào cả. Mình đã phải đi đến tận nơi để hỏi. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn tới 11 trên 22 bộ ngành chưa kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ quả là hệ thống liên tục báo thiếu thông tin này, thiếu thông tin kia. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân mới chỉ đạt khoảng hơn 30%. Các thủ tục mà đã được số hóa thì kèm theo đó là những cái phần mềm phù hợp với những quy trình đấy. Nếu không thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là quy trình trên giấy thì được cắt giảm thì sẽ chỉ phù hợp đối với những cái người mà đến trực tiếp làm tại quầy. Nhưng không chỉnh sửa lại phần mềm có nghĩa rằng là những người tham gia ở trên môi trường điện tử sẽ lại vô cùng gặp khó khăn. Cũng theo các chuyên gia, cần phải có hệ thống để người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến có thể phản ánh họ không hài lòng ở điểm nào. Thay vì khi gặp trục trặc, họ chỉ có cách đến nơi trực tiếp như hiện nay. Chúng tôi đề xuất là có thể chúng ta có những cơ chế mà người dân khi sử dụng dịch vụ có thể đánh giá chất lượng của các cái dịch vụ công, từ đó có thêm kênh phản hồi cho cơ quan quản lý nhà nước để làm thế nào đó để thực sự cái trải nghiệm với dịch vụ công nó tốt hơn. Theo các chuyên gia, còn 4 điểm nghẽn lớn khác, đó chính là điểm nghẽn về thể chế hành lang pháp lý, điểm nghẽn về hạ tầng công nghệ, về vấn đề bảo mật, về nguồn nhân lực. Tháo gỡ những điểm nghẽn này thì sẽ tạo ra một bước đột phá trong việc triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Với thế mạnh đất đai rộng lớn và điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu, những năm gần đây, nhiều địa phương tại Tây Nguyên đã khuyến khích người dân từng bước mở rộng sản xuất, liên kết xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Không chỉ là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, những giống lúa gạo đặc sản ở Tây Nguyên đã giúp đồng bào nơi đây thoát nghèo bền vững. Vùng trồng lúa hữu cơ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giống lúa mà bà con trồng ở đây á, tuy không phải là giống bản địa nhưng bây giờ đã trở thành một loại đặc sản riêng có mang thương hiệu của vùng đất huyện biên giới nghèo Ea Súp. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Thái như bà Sanh khi di cư vào Tây Nguyên sinh sống mang theo những giống lúa đặc sản nhưng vì nhiều nguyên nhân đã bị thoái hóa theo thời gian.
được hợp tác xã vận động liên kết, 4 năm trước, bà con đã khôi phục lại giống lúa khẩu Xiên Lâm này và trồng theo hướng hữu cơ. Trước là làm ít thôi, mà bây giờ lại vào đây thì có đất đai nhiều, mình làm xong rồi cũng được năng suất. Bây giờ anh em cũng làm nhiều. Ở đây là mình được thu nhập mấy năm này cũng đạt, thì kinh tế mình cũng đời sống cũng dễ dàng. Cùng với những giống lúa địa phương đã có từ rất lâu, giống lúa mới ST25 cho gạo ngon nhất thế giới đang dần bám chặt rễ trên những cánh đồng huyện vùng sâu Tumorong, tỉnh Kon Tum, mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ đồng bào Sơ Đăng sản xuất gạo đặc sản cung ứng cho thị trường với giá trị cao. Đánh giá 2 năm thực hiện thì người dân rất mong muốn tiếp tục triển khai thực hiện đối với giống lúa ST25 này để nhằm phục vụ bà con trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Không chỉ làm ra hạt gạo sạch chất lượng, các hợp tác xã với đa số thành viên là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã chủ động liên kết tạo ra các sản phẩm chế biến sâu từ gạo đặc sản, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để sản phẩm vươn xa ra thị trường. Các hợp tác xã chúng tôi liên kết lại và để có thể là sử dụng các nguồn lực của nhau để tạo thành một cái khối đoàn kết mạnh mẽ hơn trong cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm tốt chất lượng cho thị trường. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã biến những vùng đất khô cằn, vùng sâu vùng xa thành nơi lợi thế về sản xuất lúa đặc sản và dần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Từ mục đích thoát nghèo, bà con đang xây dựng mục tiêu xuất khẩu. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, đến thời điểm này nước mặn vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Vài năm trở lại đây, những người yêu phở ở Nhật Bản đã có thể tìm mua và thưởng thức bánh phở tươi tại cơ sở của một người Việt. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Một vụ phá rừng lớn xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, khu vực rừng bị phá nhiều nhất thuộc xã A Tiêng, xã Giang và một số khu vực khác thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam. Tại hiện trường, đơn vị thi công thủy điện Trờ Hy đã tự ý mở đường, đưa xe cơ giới vào rừng. Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, nằm ngổn ngang để thi công các trụ điện cao thế. Diện tích rừng bị xâm hại tại địa phận huyện Tây Giang khoảng 1,7 hecta. Tổng số gỗ bị đốn hạ có thể hơn 100 mét khối. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê diện tích bị phá, được cho là để thi công đường dây tải điện, dù chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Khu vực rừng bị phá đều là rừng phòng hộ, được giao khoán bảo vệ. Cũng liên quan đến dự án thủy điện Trờ Hy, mới đây chính quyền địa phương cũng phát hiện vụ phá rừng tại xã Mà Coi, huyện Đông Giang và đã ngăn chặn kịp thời. Thời điểm này, hạn hán và xâm nhập mặn đã lấn sâu vào các cửa sông tại đồng bằng sông Cửu Long hàng chục km. Tại tỉnh Bến Tre, độ mặn từ 2 đến 5 phần ngàn xuất hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Nước máy cũng đã bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó cùng với sự chủ động dự trữ nước ngọt của người dân, mà đến thời điểm này, nước mặn vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân nơi đây. Đây là năm thứ 8 gia đình bà Lan trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt vào mùa khô. Thói quen này được hình thành sau đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016. Với 3 bồn nhựa, 4 bể xi măng dự trữ hơn 100 khối nước ngọt giúp cho gia đình bà Lan sống khỏe qua mùa hạn hán và xâm nhập mặn. Mình đổi tốn tiền, mua có một lần cái dụng cụ thì mình sẽ xài được chín diễn. Hiện tại, 99% hộ dân tại các huyện ven biển của tỉnh Bến Tre đã hình thành thói quen trữ nước ngọt sinh hoạt vào mùa khô. Điều này giúp địa phương ứng phó hiệu quả và giảm thiểu những thiệt hại do hạn mặn. Từ giữa năm ngoái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, như vận động người dân trữ nước mưa, cải tạo, nâng công suất các nhà máy cung cấp nước sạch, chủ động lập nhiều phương án đảm bảo nguồn cung nước ngọt cho người dân. Lắp đặt một số cái thuyền bơm để khi cái chân triều nước có độ mặn thấp nhất thì chúng ta sẽ bơm vào cái lưu vực trữ nước từ sông Ba Lai để đảm bảo cấp nước sạch cho trên dưới 100.000 hộ dân. Các dự án ngăn mặn trữ ngọt được đầu tư cũng đã phát huy hiệu quả. Hai cống Bến Rớ và Tân Phú thuộc dự án nước Bến Tre đưa vào vận hành cuối năm 2023 đã khép kín, có thể cung cấp khoảng 100.000 mét khối một ngày đêm xuyên suốt khoảng nửa tháng. Ngoài ra thì còn hàng chục cái công trình cống nhỏ khác. Qua đó thì đã khép kín lại được nhiều khu vực có nước để phục vụ cho các nhà máy nước, để phục vụ cho thành phố Bến Tre cũng như là các huyện lân cận.
Khoảng 40% trong tổng số 60 nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã nhiễm mặn từ 1 đến 3 phần ngàn. Tuy nhiên, tình trạng người dân phải sử dụng nước nhiễm mặn sinh hoạt là không đáng kể. Đó là nhờ sự chủ động ứng phó từ người dân và chính quyền địa phương. Việt Nam vừa có vaccine thế hệ mới phòng bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên, bệnh có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Bé trai nhà chị Chi được 14 tháng tuổi. Hôm nay, chị được bác sĩ tư vấn về bệnh viêm màng não mô cầu nguy hiểm. Vừa có vaccine thế hệ mới phòng bệnh này, chị đã ngay lập tức cho con tiêm ngừa. Mình cũng hy vọng là họ sẽ bảo vệ cho bé được tốt hơn. Với lại là mình cũng biết là cái viêm màng não rất là nguy hiểm đối với trẻ em. Vaccine phòng viêm màng não mô cầu thế hệ mới được hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cùng tập đoàn dược phẩm GSK Anh triển khai tiêm cho trẻ em từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi. Việc tiêm sớm cho trẻ em và mở rộng độ tuổi tiêm đến tận 50 tuổi sẽ giúp cho nhiều người được bảo vệ trước căn bệnh nguy hiểm này, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao. Bệnh rất là khó chẩn đoán. Khi phát hiện được bệnh thì dù là có kháng sinh điều trị, tỷ lệ tử vong vẫn cao. Nếu không điều trị thì nó sẽ để lại những cái di chứng. Khi có một cái vaccine mới đưa về Việt Nam, nó giúp cho trẻ em Việt Nam, nó giúp cho người Việt Nam có một cái cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi cam kết trong việc mang đến công nghệ mới và tiên tiến để bảo vệ nhiều người Việt Nam hơn. Chúng tôi sử dụng công nghệ mới với hiệu quả cao. Những công nghệ này cho phép chúng tôi phát triển các loại vaccine cho trẻ em khi còn rất nhỏ, cho thanh thiếu niên và cả cho người lớn. Vaccine phòng viêm màng não mô cầu thế hệ mới đã có mặt tại 165 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Viêm màng não mô cầu là bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, bệnh có thể dẫn tới tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Do vậy, việc vaccine thế hệ mới ra đời kỳ vọng sẽ giúp người dân phòng ngừa bệnh hiệu quả. Cuối tháng 10 năm 2023, lễ hội Phở Việt đã được tổ chức kéo dài 3 ngày ở Tokyo, thu hút hàng chục nghìn thực khách Nhật Bản. Các nhà hàng Phở Việt xuất hiện ngày càng nhiều ở đất nước mặt trời mọc và từ lâu đã trở thành món ăn yêu thích của người dân nơi đây. Bên cạnh những nguyên liệu dễ kiếm để nấu phở, thì sợi phở tươi, truyền thống, mềm mại và dai tự nhiên mang theo vị ngọt đặc trưng của hạt gạo là thứ không sẵn có. Nhưng vài năm trở lại đây, những người yêu phở ở Nhật Bản có thể tìm mua và thưởng thức bánh phở tươi thay vì những gói phở khô. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi ghé thăm xưởng sản xuất bánh phở tươi đầu tiên tại Tokyo. Gạo được ngâm nước và xay bằng cối đá để ngấu một đêm rồi tráng trên nồi hơi. Bánh phở sau khi phơi được cắt thành sợi, làm lạnh và đóng gói. Những sợi phở tươi như thế này thì được sản xuất hoàn toàn bằng hạt gạo và cách làm truyền thống của Việt Nam, nhưng với những cải tiến về mặt công nghệ để phù hợp với điều kiện và khí hậu của Nhật Bản. Ý tưởng này không xuất phát từ một đầu bếp hay một kỹ sư mà đến từ anh Lương Văn Huy, một hướng dẫn viên du lịch. Ra trường là mình làm 5 năm ở trong công ty du lịch, chuyên thiết kế tour du lịch cho các đoàn Việt Nam sang bên Nhật Bản ấy. Mọi người thường phàn nàn là ăn phở Việt Nam ở Nhật không giống như là ăn ở tại Việt Nam. Và mọi người mong muốn là có cái sợi phở tươi. Để hiện thực hóa được mong muốn này, anh Huy đã phải giải quyết những bài toán xoay quanh nguồn nguyên liệu và sự khác biệt về điều kiện khí hậu giữa hai đất nước. Yêu cầu là thứ nhất là gạo cũ và khô thì bánh phở mới không bị dính, nhão. Bản thân ở Việt Nam cũng chỉ có khoảng 3 loại gạo có thể đáp ứng được cái yêu cầu này thôi. Mình phải nhập khẩu gạo từ Việt Nam mang sang. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình đã ủy thác được cho bên nông trại tại Nhật Bản này để người ta canh tác chính cái hạt gạo Việt Nam. Cái thứ hai là máy móc sản xuất bánh phở tại trình mình có sử dụng cái máy cấp nhiệt của Nhật, có cái tự động hóa cao và ổn định cao. Sau khi anh cải tiến công nghệ xong thì cái hạn sử dụng của nó được dài hơn. Bảo quản trong tủ lạnh thì được 5 ngày. Và nếu mà bảo quản bằng tủ đá thì vẫn có thể khôi phục lại như bình thường với chất lượng được trên 90%. Xưởng của anh Huy hiện đang hoạt động 3 ngày mỗi tuần, cung cấp hơn 600 cân bánh phở trong mỗi lần sản xuất và là nguồn nguyên liệu cho hơn 40 nhà hàng phở Việt trên khắp đất nước Nhật Bản. Trước khi ăn ở đây thì mình có ăn ở một số nơi khác. Hầu hết mọi người đều dùng sợi phở khô nên là mình cảm giác nó chưa được chuẩn bị cho lắm. Ngay từ lần đầu tiên ăn phở tại đây thì mình thật sự rất ấn tượng với sợi phở. Sợi phở rất mềm và dai. Sợi phở này rất khác so với sợi mì ở Nhật Bản. Ăn cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi thường xuyên mua bánh phở tươi về nhà để nấu ăn. Cái hạnh phúc nhất là
Khi mà nhận được cái lời khen động viên của mọi người và cảm thấy rất mong muốn tất cả cùng nhau chung tay để tạo ra một cái món phở chuẩn Việt đem đến cho thực khách Nhật Bản và tạo một cái điểm nhấn cho ẩm thực Việt tại Nhật. Việt Nam đứng đầu những điểm đến du lịch được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trong năm vừa qua, theo thống kê của Google. Trong đó đáng chú ý là Việt Nam còn đứng trước cả Goa của Ấn Độ, Bali của Indonesia và một số điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan, những địa chỉ mà du khách Ấn Độ thường lui tới trong nhiều năm qua. Không chỉ đi theo các nhóm nhỏ hay theo tour ngắn ngày, ngày càng có nhiều người Ấn Độ chọn tới Việt Nam để du lịch, kết hợp tổ chức đám cưới, hội nghị, hội thảo. Việt Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với khách du lịch Ấn Độ khi cung cấp nhiều trải nghiệm đa dạng. Việt Nam cung cấp rất nhiều trải nghiệm. Bạn có thể khám phá Bana Hills ở Đà Nẵng hay tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Món ăn Việt cũng rất nổi tiếng với chúng tôi, tận hưởng ẩm thực, văn hóa và quan trọng nhất là đi mua sắm. Hàng hiệu ở đây đa dạng và rẻ hơn ở Ấn Độ rất nhiều. Trong cộng đồng tôi sống, rất nhiều người tới đây theo nhóm 40, 80 hay 100 người. Cái tên Việt Nam đang trở nên phổ biến và mọi người không nói về quốc gia nào khác ngoài Việt Nam. Còn theo ghi nhận của công ty này, số lượng khách Ấn Độ mua tour đến Việt Nam đã tăng gấp 10 lần, từ 500 khách một năm tại thời điểm trước dịch lên mức 5.000 khách trong năm ngoái. Lượng khách tăng cao nhờ hàng loạt đường bay thẳng mới mở, chi phí phải chăng cùng thủ tục thị thực điện tử tiện lợi. Cái giá cả Việt Nam thực sự hiện tại đang rất cạnh tranh, không chỉ đơn thuần là so với cả các nước trong khu vực, nó còn so với chính nội tại của trong Ấn Độ luôn. Nó có thể thấp hơn khoảng tầm 30%. Và ngoài ra nữa thì là cái sự linh hoạt của tất cả các đơn vị khi mà triển khai đón khách Ấn Độ. Chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn 5 sao hiện tại cũng đã có chuẩn bị những đồ ăn Ấn cho những cái dòng khách có những yêu cầu đặc biệt. Không chỉ phục vụ các đoàn ít người, công ty này hiện chuẩn bị đưa đoàn khách lớn khoảng 1.500 người tới thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm nay, theo dạng du lịch kết hợp tổ chức hội thảo hội nghị. Ba đám cưới Ấn Độ với số lượng khách dao động từ 400 đến 800 người cũng đang được chuẩn bị tại Hạ Long. Tổ chức đám cưới tại một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới là điều mà gia đình Ấn Độ lấy làm tự hào. Việt Nam có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách du lịch, cho dù đó là hạng sang trọng hay tầm trung. Thành phố Đà Nẵng tháng nào cũng lên kế hoạch thu hút khách du lịch kết hợp tổ chức các sự kiện, tiếp theo đó là thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện đang cạnh tranh với Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch kết hợp. Các công ty đề xuất Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá du lịch và phát triển hạ tầng phục vụ cho nhóm khách có yêu cầu đặc thù liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng khách sạn, phòng hội thảo lớn cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho loại hình du lịch kết hợp cũng sẽ giúp Việt Nam thu hút tốt hơn khách du lịch từ Ấn Độ, một thị trường rộng lớn với 1,4 tỷ dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.